Thanh Nghị bị Trương Gia Nghê hại thê thảm, Angelababy góp phần phá hủy sự nghiệp hai mỹ nam showbiz. Từ việc Angelababy, Trương Gia Nghê bị cấm ngôn, không chỉ sự nghiệp của hai nàng tiểu hoa bị ảnh hưởng mà Thanh Nghị, Tống Uy Long và Vương An Vũ đều liên lụy không ít. Theo Sohu, tối mùng 1 tháng 11, tài khoản Weibo của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh và mỹ nhân Diên Hy Công Lược bất ngờ xuất hiện dòng trạng thái, người dùng này hiện đang bị cấm hoạt động do vi phạm luật pháp và quy định có liên quan. Điều đó đồng nghĩa với việc hai nữ diễn viên không thể chia sẻ bài viết hoặc tương tác trên nền tảng này nữa. Trước đó, cộng đồng mạng cũng phát hiện tài khoản Douyin, TikTok bản Trung Quốc của cặp sao Hoa ngữ cũng rơi vào tình trạng đóng băng với nguyên nhân tương tự, làm người khác không thể gửi tin nhắn hay nhấn theo dõi tài khoản của cả hai. Cũng theo nguồn tin trên, việc Angelababy, Trương Gia Nghê bị cấm phát ngôn trên mạng được xem là màn dạo đầu cho hành động phong sát từ cơ quan chức năng đất nước đông dân nhất hành tinh sau khi đi xem show diễn của Lisa ở câu lạc bộ thoát y nổi tiếng Paris, Pháp. Tính đến sáng, mùng 2 tháng 11, Angelababy, Trương Gia Nghê và các bên liên quan vẫn chưa đưa ra phản hồi gì về việc bị cấm hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp của bản thân hai nữ nghệ sĩ mà còn gây liên lụy những tác phẩm mà họ tham gia. Được biết, tên của Trương Gia Nghê đã bị xóa khỏi đầu bàn phim Anh Hùng Chí mà cô vừa góp vai. Dù rằng đây là phim cổ trang đại nam chủ do Thành Nghị chủ diễn, nhưng vai của Trương Gia Nghê trong phim cũng khá quan trọng, đóng vai trò lớn trong mạch truyện chính. Vì lẽ đó, một khi mỹ nhân 8X thực sự bị phong sát, đoàn phim Anh Hùng Chí và nam diễn viên sinh năm 1990 đều không tránh khỏi lao đao. Nếu bây giờ loại bỏ hoàn toàn vai diễn của Trương Gia Nghê, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tới cốt truyện. Trường hợp xấu nhất thì đoàn phim phải thay thế một gương mặt mới, tiến hành quay bổ sung là sẽ thêm việc cho dàn cast cũng như toàn bộ ekip. Trong khi đó, Angelababy đảm nhận vai nữ chính của hai bộ phim chưa lên sóng là Mạn Ảnh Tầm Trung, hợp tác với Vương An Vũ và Tương Tư Lệnh, đóng cùng Tống Uy Long. Vậy nên, trường hợp của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh còn nghiêm trọng hơn bởi cô giữ vị trí quan trọng và đất diễn xuyên suốt cả hai dự án. Cái kết của Tiểu Hoa 85 được dự đoán sẽ tương tự Tống Tổ Nhi trong Khom Lưng và Vô Ưu Độ. Cả hai bộ phim trên đều đang đối mặt với khả năng đắp chiếu dài hạn. Khi nữ chính bị phong sát, sự nghiệp của Vương An Vũ và Tống Uy Long cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng không nhỏ. Chưa kể, Tương Tư Lệnh lại là dự án cổ trang cấp S Plus hiếm hoi mà mỹ nam họ Tống tham gia, đồng thời anh cũng đang được khen ngợi vì tạo hình trong phim này. Trở lại với Angelababy và Trương Gia Nghê, hai nữ nghệ sĩ phải hứng chịu sự tẩy chay của công chúng ở Trung Quốc vì sự có mặt tại Crazy Hall Paris xem Lisa biểu diễn. Hơn một tháng qua, cặp sao hiếm khi xuất hiện trước công chúng lẫn truyền thông, họ cũng không lên tiếng hay bình luận về vụ việc trên trang cá nhân của mình. Sở dĩ vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh và mỹ nhân Diên Hy Công Lược bị chỉ trích gay gắt là vì những ý kiến cho rằng hành động của cả hai là vi phạm điều luật cấm tham dự, truyền bá các nội dung trái với thuần phong mỹ tục của Trung Quốc. Trương Gia Nghê được xác nhận tới xem buổi biểu diễn của em út Blackpink thông qua video đăng tải trên trang chủ của hộp đêm Crazy Hall. Về phía Angelababy, cô được phía câu lạc bộ bênh vực, phủ nhận việc tới xem đêm diễn Lisa hay bất kỳ chương trình nào khác của câu lạc bộ. Khi thông tin bùng phát, nhà sản xuất Chuyện Tốt Thành Đôi đã lập tức xóa tên mỹ nhân 8X ra khỏi các bài đăng quảng bá phim. Theo Sohu, cô nàng còn phải hoãn kế hoạch chụp hình cho một số tạp chí tháng 10. Tờ 163 cũng nhận định, với tình hình hiện tại, Trương Gia Nghê khó có cơ hội trở lại làng giải trí Hoa ngữ. Trong quá khứ, Trương Gia Nghê được ca tụng là mỹ nhân đẹp nhất phim Diên Hy Công Lược và từng tham gia các dự án như Tân Một Thoáng Mộng Mơ, Tân Hoàn Châu Cách Cách, Cung Tỏa Châu Liêm, Hiệp Khách Hành, Tinh Trung Nhạc Phi, Tình Yêu Trốn Đô Thị, Thiên Cổ Quyết Trần.